Yo và hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục với những video clip Potato Mod. Gần đây thì có một bạn comment là mình chơi con Soldier dùng SMG, xong bắt đầu đứng yên tại chỗ, dùng có thể là hút máu hoặc là hồi máu để tank tank quái hoặc tank bot. Thì ok, mình chiều ý kiến của bạn, mình sẽ chơi con Soldier này. Con này thì sẽ cộng 50% đam khi đứng im, 50% tốc đánh khi đứng im, cộng 10 speed, cộng 200% pick up range, khả năng tầm nhạt đấy, được trừ 15 đốc mách. Nhưng mà theo yêu cầu của bạn thì trong video này mình sẽ tăng hút máu này, giảm tốc chạy đi nhiều nhất có thể này, xong rồi dùng SMG này. Có thể là trong trận đấu mình sẽ roll ra con khẩu Gatling thì mình sẽ lấy khẩu đấy để tăng quái. Có nghĩa là con này chỉ mình chỉ đứng im tại chỗ thôi nhá. Đứng yên tại chỗ và tanh quái không di chuyển luôn. Ok. Nếu các bạn thấy hay để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Và đừng quên comment xuống bên dưới những nội dung mà các bạn muốn xem để mình làm nhé. Vào video thôi, let's go. Ok, bây giờ lấy cái gì đây? Con này là con đứng im đúng không? Đứng im để bắn thì đương nhiên sẽ phải lấy cái này là trên hết này. Ghế sofa. Phải làm vài cái ghế sofa. Đấy, tăng cái lượng máu tự hồi lên. Đứng im à? Đứng im thì đương nhiên sẽ phải lấy cái đứng im rồi. Lấy cái nào đó đứng im nhỉ? Trừ 10 speed để tăng 25% tốc bắn. Cái này lấy này. Cái này đáng để lấy này. Đứng im sẽ tăng 25% tốc bắn. Lấy càng nhiều càng tốt. Ok, lấy một chút đam đi nhở. Lấy đam à? Đam theo thời gian hay là đang tăng theo wave đây? Hoặc lấy đam tăng theo wave đi. Một chút tầm đi nhở. Cái nào tăng tầm nhiều ta? Cái này 10 range. Tăng ở đây 50 tầm đây. Ok, 30 tầm nữa này. Đâm dài, đam crit, tốc giáp, một máu, 9 dot, đâm tốc đánh, đam xa, crit, SMG, crit, pick up à? Ừ, quên không lấy cái pick up nhờ. Quên đấy. SMG, lấy full SMG đấy. SMG này. Tìm SMG mà lấy thôi, cứ SMG mà tương. Cứ SMG mà dã. Knockback à? Knockback cũng đáng để cân nhắc đấy. SMG tiếp. Lấy full SMG luôn. Đoạn đầu thì các bạn thông cảm mình roll đồ mình lấy full SMG đấy. Ok rồi đấy. Quên không giảm thời gian rồi. Không sao, bấm một lúc. Ok, thế được rồi đấy. Đi tiếp. Wave 4 này. Giờ không di chuyển được đâu. Không di chuyển được đâu. Đứng kiểu di chuyển kiểu gì. Không thể di chuyển được đâu. Chỉ có đứng im thôi. Đứng im và sấy rồi. Đứng im và sấy rồi. Không bình luận gì cả. Chỉ có đứng im và sấy. Đấy. Con này chỉ đứng im thôi mà. Mình giảm hết tốc độ chạy đi rồi. Đấy, âm 580 tốc chạy thì chạy cái kiểu gì? Chạy vào mắt à? Máu có 71 kìa. Cần phải lấy cái gì đó tăng máu lên đấy.
chỗ này hơi ít máu. Là cái gì tăng máu ta? Lấy cái này tăng cả máu lớp giáp này, trừ speed này. 30 tầm. Không, lấy cái này thì tăng 10 tốc độ. Không, lấy cái này thì tăng cũng được này. Hà vét tầm này cần gì hà vét. Rồi, quay 5. Đứng im bắn thôi, không cần phải đi đâu cả. Đứng im tank bot luôn. Trời ơi, bắn. Quá kinh khủng. À, từ x quái lên. X khoảng 3 lần nhỉ. 4 lần đi. Đồng tí bắn cho nó khủng khiếp. Đấy, sấy. Ui sấy. Quá kinh khủng. Sấy như thế này cơ mà. Lại một đống hòm này. Có bạn bạn ấy bảo mình là lấy nhiều cái giảm giá này. Thì thực ra là mình cũng muốn làm cái giảm giá này riêng một clip ấy, riêng một video đấy. Nên là bạn chịu khó chờ mình ở một video gần nhất nhá. Mình hứa là mình sẽ làm thôi. Mình không yên tâm là mình sẽ ra clip, chứ mình không bỏ đâu. Cứ yên tâm là như thế. Bây giờ thì lấy cái đứng im mà tăng tốc bắn ấy. Đây này. Đấy, lấy full cái này. Ok. SPG tiếp. Ồ, quên không lấy cái hút tiền rồi. Lấy cái hút tiền để hút tiền thì còn mua đồ chứ. Trời, nhìn nó sấy này. Trời, nó sấy. Mình tăng cái range lên rồi nên là có khi nó sấy toàn map được luôn. Đứng ghim sấy hết. Quái ra phát nào là sấy phát đấy. Không ấy nhiều. Đứng ghim tại chỗ luôn. Âm bao nhiêu tốc chạy rồi? Âm 880 tốc chạy rồi kia kìa. Còn đi kiểu gì được nữa. Âm được khoảng 20-30 tốc chạy là đã không đi nổi rồi. Đây âm 800 tốc chạy thì khác gì đứng ghim. Lấy lấy gì ta? À, lấy cái hút đây. Đương nhiên là phải lấy cái hút rồi. Lấy full cái này. À, cái này lock vào. Ok, quay 7. Ôi ôi. Con này thì chắc là mình sẽ không tăng nhiều đam đâu. Bởi vì tăng nhiều đam quá nó sẽ mất cái hay của cái kiểu đứng nguyên một chỗ sấy như này đi. Để đam nó tăng theo quay, tăng từ từ thôi. Đấy, nó sấy nhiều thì nghe nó biết sướng đúng không? Nhưng mà đam to quá bắn phát chết hết thì còn gì vui nữa. Trời, nó sấy. Sấy kinh khủng luôn. Đang x4 quái. Tí có gì mình x5, x6 lên sau. Quái cứ ra là chết, ra là chết. Rồi. Lấy cái này tiếp. Cứ lấy full cái này thôi. Ui. Hồi 2. Trời đất ơi, hồi 2.000 máu một giây ạ. Ấy trưởng. Chỉ số nó còn nhiều hơn cả cái video mà mình đăng kiểu hồi máu. Speed trừ đi 1.300 rồi kìa. Ảo thật. SMG đỏ. SMG xanh.
trừ 5 speed, 8 giáp. Này được. SMG tím. Này lấy. SMG trắng. SMG xanh. Cái này lấy. SMG xanh nữa này. Ok. Tiếp tục đi. Trời nhìn nó sấy này. Đúng là chỉ kiểu lăn chuột nhìn sấy thôi. Không nói nhiều. Trời nhìn sấy. Nó sấy như thế này thì quái nào chịu nổi. Rồi quay sau mình sẽ x được khoảng 6 lần boss nhá. À nhầm, 6 lần quái. Cho nó sấy tẹt gì. Mấy khi được sấy. Kinh khủng thật. Tiền không cần nhặt. Không cần phải di chuyển đi nhặt. Nó tự nhặt cho mình hết. Hòm tí nữa nó tự thu về. À ừ, tí nữa mà ra được khẩu mấy khẩu cắt linh căn nhỉ. Thấy cái đá nữa. Vẫn tiếp tục lấy cái đứng im. Cái này cộng 25% tốc bắn, tốc đánh khi đứng im. Ôi dồi ôi, gần trừ gần 2000 2000 tốc rồi. Hai trưởng thật. SMG tím. SMG tím. Sắp full SMG đỏ rồi. Giảm giá à? Giảm giá thì thôi không lấy đâu. Cái này lấy này. Rồi full 6 khẩu SMG. Từ từ. Tăng lượng quái lên. X6 lần nhá. 7 lần luôn đi. Trời ơi. Trời ơi, đỡ đỡ đỡ. Lắm quái quá, lắm quái quá. Từ từ. Giảm xuống nhân nhiều này không ổn. Nhân khoảng 5 lần rưỡi thôi, chứ nhiều quá không giết được. Cái là từ từ. Ui nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Giải quyết hết bọn này đã rồi rồi nhân sau. Ấy. Giải quyết hết bọn này đã. Ui sồi giật, ui rồi lag. Ui rồi. Thương máy, thương máy. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Rồi. Bây giờ mới nhân lại này. Bây giờ mới nhân lại 5 lần này. Ok, vẫn đông quá không kịp giết đi. Đấy như này thì ok này. Nó như thế này thì vừa kịp hết, vừa kịp ra là ok này, nó mượt này. Trên kia vừa đẩy lắm quá. Không kịp giết nó bu vào. Máy không chịu được. Giật tung rời luôn. À, X5 lần là có vẻ là ổn đấy. Trời ơi, lại một đống hòm. Đã thế thì cho con này đứng im tôn chân luôn. Không có di chuyển di chẹo gì cả. Âm mấy nghìn tốc chạy luôn. Ấy. Rồi tiếp tục. Sấy đi. Thổi với tao sấy. Sướng chưa. Nhìn nó sấy đã thật đấy. Từ nãy giờ chưa ra khẩu cắt đinh găm nhỉ. Khẩu 6 nòng nó sấy còn đã hơn khẩu SMG này cơ. Bắn liên tục luôn, liên tục luôn. Không xòe luôn mà. Quái ra tên nào là bị sấy tên đấy.
nó không không kiểu giết quá nhanh giống mấy cái video mà đam cực khủng ấy, nhưng mà kiểu sấy này hay ấy, kiểu bấm bắn liên tục ấy. Rồi nếu muốn sấy nhanh thì lấy thêm tí đam. Ok, mình sẽ lấy thêm tí đam cho con này. Đây, đam tầm xa. Attack speed bị trừ rồi kìa. Trừ thì lấy cái này. Lấy cái này tăng lại harvest này. À nhầm, tăng lại tốc đánh này. Lấy thêm cái này nữa. Crit à? Crit 100 mấy % rồi. Cái này lấy này. Súng rồng à, tầm này cần gì súng rồng nữa. Tầm này không cần súng rồng. Tầm này có Gatling Gun thì lấy. Để Enro tìm khẩu Gatling Gun cái. Kiểu gì tí nữa nó sẽ ra. Quê 11 à. Ôi. Thế đã. Xem boss viết nhân bao nhiêu lần nào. 67 con boss à. Ok, thế được đấy. Quên 11 đi. Sổ. Quái ra này. Boss ra là chết, boss ra là chết. Không nói nhiều. Chỉ cần nhìn thôi, không cần làm gì cả. Quá bad ạ. Lấy thêm lấy thêm vài trăm đam nữa thì con này sấy boss như mưa luôn. Sấy kiểu sấy xối xả luôn đấy. 3.000 tiền, tí nữa mình sẽ roll thì mình sẽ roll để tìm khẩu Gatling Gun. Khẩu 6 nòng. Sấy khẩu đấy cho sướng. Khẩu SMG này cũng được nhưng mà chưa sướng mà khẩu 6 nòng ấy đâu. Khẩu 6 nòng xoáy kinh hơn nhiều. Lại mấy chục cái hòm nữa rồi. Hai hòm lấy đồ. Thế hòm mà lấy đồ. Đây, mình sẽ lấy tiếp tục lấy cái này. Đứng im cộng tốc bắn. Lấy hết cái này luôn. Stay tu. Stay tu. Stay tu. Ok. Mình hai máu này. Lấy tạm đi. Này lấy này. Tiến tìm khẩu Gatling Gun nhá. Kiểu thì roll trở ra. Làm gì có chuyện roll không ra được. Không ra thì hơi kỳ. SMG. Không ra thật thì sao, rốt nãy giờ không thấy nhở. 200 may mắn cơ mà đâu phải ít. Ơ không ra thật này. Đùa, không ra thật rồi. Không ra thật luôn. Ảo thật. Hay là vẫn ít may mắn quá nhỉ. Được rồi, tí nữa tăng thêm may mắn. Để xem nó có ra không. Không ra đấm mồm. Tăng một chút quái đi. Tầm này vẫn hơi ít quái. Đích 6.5 đi. Đấy, sấy như này cho thích. Bắn thoải mái luôn. Quái cứ xuất hiện là chết. Ra là chết, ra là chết. Đam thì so với lại cái quả clip mấy cái video mà mình làm cái đam full đam thì con này đam không bằng được, mình build full đam không bằng được. Nhưng mà về cách đứng mà xả đam ấy thì cũng kinh ấy. Từ từ xem con này tốc đánh nó đang là bao nhiêu. 7.000 tốc đánh cũng nhanh tương đối đấy, không phải dòng vừa đâu.
7.000 tốc nó xả đam cho thì chả nhanh. Bình thường tốc đánh cũng là khoảng vài chục đến vài trăm, cảm giác nó nhanh rồi. Đây đến 7.000, nó gọi là quá kinh khủng. Nào lại công cuộc tìm Gatlingan à? Không dùng Snip, không cần Snip. Cái mình cần là các linh căn cơ. À đây rồi, một khẩu, hai khẩu, không phải à? Ra thêm khẩu nữa đi. Không ra, trưởng thật. Quê 13. Quấy. Xoáy đã kinh hồn luôn. Bóng to tí nhìn nó sướng. Trời ơi nó xoáy. Trời ơi nó xoáy. Bắn như này thì chết con nhà người ta. Sao mà đỡ. Quái làm sao mà sống. Không sống được đâu. Mười giây, chín giây, bảy giây, ok rồi đấy. Lại mấy chục cây hoàm, tha hồ mà nhặt, lấy thêm tí may mắn đi. Mấy từng này may mắn rồi đấy, mà cái khẩu gắt lên can kia nó không ra nhiều nữa thì thôi chịu đấy. Âm 3.000 mấy tốc chạy rồi kìa. 3.600 tốc chạy rồi. Vãi trưởng. Âm từng đấy thì thôi chịu. Tên lửa. Dép mà. Súng rồng. Ra hẳn súng rồng luôn ấy. Nhưng mà mình đang cần khẩu cắt linh căn cơ. Không ra các linh căn luôn ạ. Mãi trưởng thật. Thôi từ giảm cái giảm cái lượng spawn cây lại. Để nhiều quá nó ra lắm hòm là phải chọn nhiều hòm. Mất thời gian lắm. Rồi quên 14. Trời ơi nó sấy. Sấy bá đạo thật. Đạn phun ra cứ như mưa. Mưa rào, mưa tám của một cụ. Mỗi phát là 789 đam. Quái nhìn thưa thớt ấy. Mà rõ ràng là x6, x7 quái mà. X6,5 mà. Quay sau x8 nhá. Với sau x8 quái, tuyên bố x8 quái luôn. Tiếp tục lấy cái này thôi. Cứ cái này mà dã. Ai đó là máu này. Snip mà. Chơi snip. À đây rồi, gắt anh ăn đỏ ăn hoài. Bán hết SMG đi. Build full các linh gan. Rondo để ý khẩu các linh gan. Đây khẩu nữa. Giả các linh gan đi. Rồi thế thôi. V15. Trời ơi nó sấy. Nó sấy bá đạo.
Nghe khẩu này nó sấy còn êm hơn cả khẩu SMG. Nghe cái sound effect của nó ấy, cái âm thanh của nó sấy êm hơn cả khẩu SMG luôn. Sao mà đỡ, lấy gì ra mà đỡ à quái ơi, không chết được đâu. Bao nhiêu nghìn máu hồi một lần đi chết ra được. Ui nhiều quái, nhiều quái nó lag. Giết hết bọn này đi đã, người tính không để ý nó nhân ra nhiều quái có nó lag. Ôi giời thêm một máu bệnh tụt kìa. Ôi máu tụt kìa. Các bạn nó nở lắm trứng quá nên là lag. Sợ thật tí. Nó nở lắm cái trứng quá nên là lag. Mình quên mất là cái con quái đấy nó sinh ra trứng ấy. Mà cái trứng nó xong lại còn sinh ra con quái. Con quái nó cứ có mấy cái kiếm đỏ đỏ ấy. Càng nhiều cái hình ảnh nó xuất hiện thì càng nhiều đồ họa nó càng được lag mà. Quên đấy. Chứ hồi bao nhiêu máu? Hồi 7000 máu một giây này mà vẫn kiểu như thế được thì tôi chịu. Tiếp tục roll lấy SMG. À nhầm, Gắt Linh Căn. Công cuộc truy tìm Gắt Linh Căn. Nuclear cũng được. Khẩu nuclear này bắn còn kinh hơn. Nào, tiếp tục. Ôi từ từ, hình như quên nhân quái sao. Ừ đúng. Đây, 7,5 lần đi. Xuất hiện đi quái. Úi xồi nó nổ. Con này dọn quái thì nhanh. Có con nuclear kia nó dọn quái thì nhanh lắm. Bắn nổ một phát là đi hết. Mấy cái khẩu súng nổ siêu dọn quái luôn ấy. Nổ một phát đi hết luôn. Một nghìn đam. Nói chung đam thì bé, nhưng mà khả năng clear quái thì cũng kinh khủng lắm. Chơi bình thường mà làm sao được nghìn đam như thế này. Với cái tầm 15-16 như thế này khó lắm. Hên lắm mới được được mấy trăm đam ấy. Đang có khẩu explosion, chẳng lẽ lấy thêm explosion sai. Lấy thêm explosion đam nữa nhở, cho nó kinh khủng hẳn. Đang có khẩu nuclear. Ok, còn lại vẫn đấy tốc đánh khi đứng im thôi. Roll này. Cần lắm khẩu SMG. À nhầm, khẩu Gatling gun tím. Để cái lên mấy khẩu kia đỏ luôn. Quay 17 à. Thôi, mình nghĩ là không cần đâu. X lượng quái lên để chơi thôi. X9 nhá. X9 lượng quái. Trời ơi. Có khẩu nuclear kìa. Bọn quái đông gọi bằng bố. Dọn quái nhanh lắm. Nó nổ kiểu tầm rộng ấy. Nó clear quái chả mấy. Chứ không như vừa nãy có mấy 2-3 khẩu 6 nòng nó xoáy thì không kịp. Bởi vì cái khẩu 6 nòng nó chỉ xoáy vào một mục tiêu nhất định thôi.
cái khẩu nuclear kia nó bắn nó nổ một phát thì đi hết cả lũ. Xôi, kinh khủng. Tầm này thì X10 quái không sợ chứ. Thôi X10 thì không X đâu. Vẫn lấy cái này. Ôi xổ ơi, các bạn nhìn kia hồi máu kìa. Lên đến gần 100.000 hồi máu rồi. Đỡ sao nổi. Có khi còn nhiều hơn cả cái video mà mình làm chuyên về hồi máu ấy. Sợ thật. Rồi đi tiếp luôn. Nổ phát là đi hết. Đỡ kìa ô gì. Không đỡ được đâu. Nhìn cái khả năng kia lia quái của khẩu nút của lia kia thì quá kinh khủng rồi. Xong lại thêm khẩu quát linh căn nó xoáy nữa thì khủng hoảng quá. 30 giây nữa. Có cái khẩu nuclear kia thì nó kiểu lia quá nhanh lắm. Nên là không có chuyện là lag đâu. Quái ra đến đâu nổ banh chành hết rồi. Còn đâu nữa để mà lag. Mỗi tên quái ra là đi hết rồi. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây hết giờ. Trời ơi, lại mấy chục cái hòm. Chết người không chứ. Thôi lấy cái này đi cho nó. Cho nó đúng kịch bản. Kịch bản là lấy từ tốc chạy mà. Nên là cứ lấy đi. Tiếp tục quay 19 luôn cho nhanh. Quái cứ giỏi thì vào đây. Anh chấp hết. Tầm này boss không sợ rồi. Boss tí nữa mình sẽ lên số lượng max luôn. 99 con nhá. 99 lần boss. Mà quay 20 có 2 con. 99 nhân 2 bằng bao nhiêu? Báo bao nhiêu của mình không biết. 5.000 đam. Trời ơi. Nhìn kinh khủng quá. 10.000 tiền. Bây giờ mà lấy cái đổi material thành máu thì cũng tha hồ. 100 material là một máu. Chỗ này phải 1.000 máu là ít. Đâu thì thử xem cái đổi material thì máu rồi. Ui, 120 máu. À, khổ quá, tính toán. Tính toán hơi sai nhỉ. Vẫn lấy cái này thôi. Máu à. Sáp à. Từ bốc full quái luôn. 100 lần. Chiến luôn. V20 100 lần quái. À nhầm, 100 lần lần boss. Tức là sẽ có 200 con boss xuất hiện. Trời ơi, boss không chịu được luôn ý. Từ từ. Đang đứng im. Đang đứng im thì tốc độ bắn của mình đang là 14.000 tốc độ bắn. Khủng hoảng chưa? Hồi máu, hồi 10.000 máu trên giây. Hồi 10.000 máu trên giây các bạn nhá. Hồi 10.000 máu trên giây. Quá kinh khủng. Nhìn nó sấy đã thật đấy.
quái cứ ra là chết, ra là chết. Nhân 100 lần boss tức là 200 con boss ra mà không có nào tiến lại gần được. Mà còn đang hình như đang x9 lần quái thôi đấy nhá. Quái ra cũng không phải là ít đâu. Nhưng mà chết nhanh quá. Sao mà đỡ? Đỡ cái ô gì? Đỡ bằng mắt, đỡ bằng niềm tin, đỡ bằng hy vọng. Vẫn chưa hết 100-200 con boss à? Hết thời gian luôn rồi. Ôi ôi. Đấy, khi hết quay thì tốc độ bắn của mình nó chỉ bình thường 132 thôi. Nhưng mà vừa nãy các bạn để ý không, cái lúc mà đang trong quay mà mình dừng ấy, tốc độ bắn của mình lên đến 14.000 tốc độ bắn. Ok. Bởi vì mình lấy này 544 cái này. Quá kinh khủng. Hơn nữa là các bạn nhìn đi. Hồi 10.000 máu một giây. Hồi 10.000 máu một giây các bạn nhá. Tổng là có 113.855 cái hồi máu kia thì nó trả hồi 10.000 máu một giây. Mà mình không chủ lên hồi máu con này đâu. Nhưng mà con này do con này đứng im ấy, nên là mình trừ tốc độ đi quá nhiều mà mình lại lấy thêm cái ghế sofa cái nữa. Thế nên là âm 5.000 tốc chạy thì nó cộng thêm từng kia hồi máu đấy. Quá kinh khủng. Ok. Đây là một video tiếp tục Protector Mod theo yêu cầu của một bạn comment là chơi con Soldier này. Con này thì đứng im để bắn thôi. Rất thú vị. Bởi vì nó xả đam kinh khủng quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình lần này. Nếu thấy hay để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Cũng như comment phía bên dưới về cảm nhận của các bạn về video clip. Và cũng như là đóng góp thêm những nội dung cho mình làm ở những video sau để phục vụ các bạn xem. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, see you again later.